cây nước của mình sẵn đây mình review cho các bạn cùng xem luôn các bạn ơi. Cây nước của mình năm nay nó bị hư rồi các bạn ơi. Mình review cho các bạn cùng xem luôn các bạn. Rồi xin chào các bạn luôn nha. Thì hôm nay cái nước mình trước đây là mình xài cái đầu bò bơm các bạn ơi. Đây là cái đầu bò bơm nè. Rồi bây giờ hạn hán quá và nó hụt nước, bây giờ mình bơm nó không lên nước nữa các bạn ơi. Mình xài motor bơm nó không lên nước nữa. Mình gắn đầu bò mình xài cái bằng motor nhưng giờ không lên nước nữa. Rồi bây giờ mình phải tháo cái nước ra. Đây motor đây mình bơm không lên nước nữa, giờ mình tháo motor ra, mình tháo cái nước ra rồi bây giờ mình phải cắt ngang đây. Bây giờ mình làm đâm ba gon nha các bạn. Đâm ba gon nghĩa là mình dùng cái motor này mình đâm ống thẳng xuống như này luôn. Thẳng xuống cái ống cái nước mình luôn. Là mình bơm trực tiếp dưới lên luôn, mình không xài cái đầu bò bơm bằng tay nữa nha các bạn. Này là đâm ba gon chứ không có đâm tim nha các bạn. Rồi đây là đầu ngày dụng cụ để mình đâm ba gon nha các bạn ơi. Cái này là mấy cái co 34 nha các bạn. Nói 34, T 34. Cái này là găng 60, găng ngoài 60 biến thành 42. Cái này là cái chụp. Cái chụp này mấy? T60. Chụp T60. Ở trên là ga 42. Này 34. Co 49 luôn. Còn đây là cái quan trọng này các bạn. Đây là cái lúp B đâm ba gon này các bạn. Này con này, con này 42 các bạn ơi chứ không phải 49 các bạn ơi. Đây là cái lúp B đâm ba gon nha các bạn. Nè lúp B đâm ba gon. Cái này gọi là ba gon nha các bạn. Còn như mình xài cái lúp B này không á thì gọi là đâm tim, mình đâm tim, mình đâm khoảng 3 ống xuống dưới nha. Rồi mình gắn thêm cái ba gon này nữa gọi là đâm ba gon. Thì mình xài có một ống mà mình đâm một ống xuống à, còn đâm tim thì mình phải đâm 3 ống nha các bạn. Bây giờ mình làm là đâm ba gon. Bây giờ mình nói lúp B vô luôn các bạn ơi. Rồi, mình để một lát cho nó khô, cho nó chắc keo các bạn. Rồi bây giờ mình đi làm những công việc khác. Mình đi rồi bây giờ mình phải đục cái này ra, đục cái nền ra cho nó sâu xuống đặng mình cắt bỏ khúc này. Rồi bắt đầu mình làm lại từ đầu nha các bạn. Xì cái này cái gì? Đổ keo dưới cái này cái. Cái này là mình tiến hành gắn cái chụp vô nha các bạn. Cái chụp tê gắn vô cái cây này, cái cây này đặng mình đâm xuống nè các bạn. Cây gắn tê mình đâm xuống nè các bạn. Cái này là cái đầu trên các bạn. Đây là phần đầu trên nè. Cái này ống 42 nha các bạn ơi. Chụp này chụp 60. Đầu 42. Đây ga 34.
Co này mình ra motor nha các bạn. Co này mình đâm ra motor nha. Cái co 34 này, cái T34 này chỗ này nè các bạn, là nó có tác dụng là vừa lên nước và vừa trả nước luôn các bạn. Còn cái này là mình gắn vào motor mình rút nước lên, mình bơm lên đường này. Cái này là ống chả để mình mồi nước rồi nó trả nước luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy kỹ chưa? Cái dầu cho nó trơn rồi mình đút xuống cái ống của mình, ống ra nước của mình cho nó dễ xuống nha các bạn. Cái gói dầu mình thay cho nó trơn, trơn cái gòn này nè, mình đút xuống cho nó dễ. Bắt đầu mình đâm ống xuống nha các bạn ơi. Bóp quá. Chưa dữ à. Quá bóp các bạn ơi, quá cứng các bạn ơi. Rồi nè các bạn ơi, mình đâm xuống rồi, mình dán lên luôn nè các bạn. Đâm xuống rồi nè, dán lại chính luôn cái này luôn. Mình cứ nói trên dưới mình nói, mình dán lại cho kỹ nè các bạn. Bây giờ mình còn nhiệm vụ nữa là mình nói đâm ống vào motor nè các bạn. Rồi mới vừa mà đâm ống, gắn ống vô motor luôn các bạn ơi. Đây đó, mình nói ống từ motor vô cái ti ba lâm ba con của mình luôn các bạn. Rồi bây giờ mình còn cái nữa là mình nói cái này, cái ống chả này. Nói cái ống chả này lên lại cái motor nó nghe, lại đây. Bây giờ mình tiến hành mình châm nước trước luôn. Châm cái này luôn nha các bạn. Mình châm cũng được, rồi trước mình làm xong mình châm sau cũng được, tại giờ mình châm luôn cũng được. Rồi mình đang tiến hành nối ống chả nước nha các bạn ơi. Gắn đoạn vô đây, gắn đoạn vô phía đây. Nhưng mà đoạn đây, cũng đoạn đi.
rồi đúc về nè. Rồi rồi xong rồi các bạn ơi, gắn ống chả xong các bạn ơi. Thì nó có tác dụng là vừa mồi vừa chả luôn các bạn, vừa mồi nước nó chả nước luôn, nó tự mồi tự chả luôn. Giờ nói chung là giờ nó cũng là tương đối là hoàn thành rồi các bạn ơi, thì chỉ còn mình thử test mà tư thử nữa là nó có lên nước mạnh hay không là ok luôn các bạn ơi. Cái này mình ra 42 nha các bạn. Ống chai nước mình xây 60 nhưng mà mình ra là mình ra ống 42 nha các bạn. Ống chai nước mình 49 thì mình đâm ống 34 nha các bạn. Nhưng mà cái ba gon của mình là 60 luôn nha các bạn. Ba gon thì mình phải ra 60 nha. Còn này đầu lên chả thì 34. Các bạn nhớ xem cho kỹ nha, có làm theo thì cũng phải nhìn cho kỹ nha các bạn ơi, để không phải mình làm không được thì mất công mình lắm, mất công mình mua đồ khác thì mình làm lại nó tốn chi phí. Giờ chỉ còn test một tia thử là lên nước là ok đó nha các bạn. Bây giờ mình gắn ống rồi, mình châm nước vô cho đầy ống rồi, bây giờ mình mở nó lên nước vậy nè các bạn ơi. Mình mới mở lên nó lên còn yếu nữa các bạn, nước này lên còn hơi yếu á, để mình chạy thử một hồi nữa coi nó có lên mạnh không nha. Cái này mình chạy hồi cái nó nước nó lên mạnh là bình thường nha các bạn.